Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. Ở các video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành 3 phần. Ở video này, chúng ta sẽ làm phần điền giới từ và phần đọc hiểu đầu tiên của đề thi. Thì đây là một dạng bài cũng khá quen thuộc, các bạn hãy tham khảo các đề thi chuyên Anh khác cái phần bài tập này để mà nắm rõ hơn. Nếu như cô ấy gì đó công việc của giám đốc, cô ấy sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn. Thì ở đây các bạn có từ task các bạn. Rồi. Có từ task. Thì người ta gợi ý cho chúng ta nghĩa cái cụm từ này sẽ là đảm nhận, các bạn dùng take over là đảm nhận công việc. Rồi, đảm nhận công việc của giám đốc. Thì cô ấy phải làm việc chăm chỉ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2. Chính quyền. Cái gì đó các bạn. Cái cuộc nổi loạn. Rồi. Với cái mức độ nghiêm trọng cao. Rồi. Thì ở đây chữ put các bạn. Chữ put. Và theo nghĩa của chúng ta là chính quyền đã dừng cái cuộc nổi loạn với những cái biện pháp mạnh. Ở đây dừng một cái gì đó, các bạn chọn put down. Rồi. Đây là phần giới từ, động từ, các bạn phải học thuộc nha, hầu như là các bạn sẽ không có đoán được đâu. Các bạn hãy sử dụng từ điển học hoặc là tham khảo các bài khác của đề thi, phần này của đề thi khác. Bây giờ các bạn qua câu số 3 là có một cái người đàn ông viết cái gì đó, leaflets, có nghĩa là phát các bạn, phát cái tờ rơi, chúng ta có leaflets là tờ rơi bên ngoài nhà thờ. Rồi các bạn phát cái gì đó chính là give out. Bây giờ các bạn qua câu số 4 là tôi không thể gì đó cái postmark trên lá thư thì nó trông giống như là cái gì đó. Thì ở đây ý nói là tôi không thể đọc được cái ký hiệu của cái bưu phẩm của tôi hay cái thông tin trên lá thư của tôi. Thì ví dụ như ở đây các bạn thấy ha, các bạn tra từ Mac thì ra rất là nhiều giới từ. Rồi các bạn tra, các bạn cứ kéo xuống nha, sẽ thấy rất là nhiều. Và ở đây nè, các bạn thấy Mac out là các bạn là để thấy, nghe hoặc hiểu nè, với sự khó khăn. Rồi thấy, nghe, hiểu, cực kỳ khó khăn. Ở đây, make out. Thì chỗ này, I can't make out. Tôi không thể hiểu được cái ký hiệu này. Bây giờ các bạn qua câu số 5. Nếu như mà anh ta từ chối để mà phone gì đó cái hạch của tôi có lẽ tìm một ai đó hợp tác hơn. Rồi, ở đây, thì liên quan có từ phone. Cũng tương tự ha, các bạn tra từ điển nha. Và theo nghĩa câu này, có nghĩa là nếu như anh ta từ chối để mà chấp nhận, các bạn có fall in with, ha? Fall in with. Có nghĩa là chấp nhận hay là ủng hộ. Nếu như anh ta từ chối để mà ủng hộ kế hoạch của tôi có thể tìm ai đó hợp tác hơn. Bây giờ các bạn qua câu tiếp theo. Các bạn qua câu số 6 là Diana chỉ ra một cái sự không quan tâm hoàn toàn cho cái sự an toàn riêng của cô ấy. Ở đây các bạn có show a disregard for các bạn nha. Rồi chúng ta có disregard for, sự không quan tâm về cái việc gì đó. Câu số 7 đấy các bạn, chúng tôi walk on tiptoe là đi nhấp nhõm. Ở đây các bạn thấy là in fear of nè. Rồi. Ở đây các bạn thấy là đi nhấp nhõm, đây có fear of. Rồi, ví dụ như các bạn tra chữ fear of. Các bạn sẽ thấy là in fear of nè. Rồi. Chúng tôi đi nhấp nhõm để sợ rằng bạn có thể bị. Ở đây có thể in your line các bạn. Rồi.
chúng ta hãy tra thêm, tra chữ fear rồi xem còn chữ nào nữa không. Fear of. Đây các bạn thấy cụm từ chúng ta nè, for fear of nè. Rồi for fear of ha. Ở đây chúng ta in fear of, có nghĩa là sợ một chết người á. Ở đây là for, rồi for fear of. Vì sợ bị khám phá. Rồi for các bạn. Câu số 8 là Mary broke down, nước mắt nè các bạn. Khi cô ấy kể về cái tai nạn của cô ấy. Ở đây chúng ta có một cái idiom là broke down in tears. Rồi, in tears các bạn nha. Rồi, broke down nghĩa là khóc đột ngột. Rồi, khóc đột ngột và suy sụp trong nước mắt và khóc. Bây giờ qua câu số 9 các bạn, chiếc xe cái gì đó bên cạnh tôi và tài xế hỏi tôi đường đi tới bưu điện. À, dừng xe các bạn ha. Chúng ta có dừng xe là pull up. Rồi, pull up là dừng xe. Rồi. Bây giờ các bạn qua câu số 10, tôi phải send một cái kỹ thuật viên điện nè để sửa công tắc. Rồi. Thì gửi một cái người nào đó, cử cái người nào đó, các bạn dùng chữ send for. Rồi, send for các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần đọc hiểu của đề thi nha. Phần đọc hiểu chúng ta không khó lắm. Ở đây chúng ta sẽ làm luôn. Câu số 1 là các bạn, cái tựa đề tốt nhất cho đoạn văn này là gì ha? Từ từ chúng ta làm. Đây câu hỏi tổng quát, chúng ta làm sau cùng. Những cái điều quan trọng rằng biển đã đem tới cho con người là. Rồi, biển đem tới cho con người là cái gì? Thì bài này các bạn không đọc thì các bạn cũng có thể làm được nha. Câu số 2 nè. Biển phục vụ nhu cầu của con người bởi vì. Rồi. Các bạn về kiến thức các bạn, cái từ Oriental people trong đoạn văn 4 nghĩa là gì? Bạn nào biết là Oriental các bạn có thể chọn luôn. Ở đây Oriental people là người phương Đông các bạn. Rồi, người châu Á nha. Rồi, người châu Á nè. Chúng ta có thể kết luận từ đoạn văn rằng. Rồi. Tí nữa chúng ta sẽ chọn. Bây giờ chúng ta xem đoạn văn các bạn nha. Loài người, con người là một động vật sống trên đất liền nhưng mà rất là gần với biển nè. Qua lịch sử thì biển đã phục vụ nhu cầu của con người. Biển cung cấp con người với đồ ăn và một cách tiện lợi để du lịch tới, để di chuyển tới những phần khác nhau trên thế giới. Ngày nay gần 2/3 dân số người của thế giới thì sống 80 cây số bờ biển. Rồi. Thì trong cái thế giới khoa học hiện đại thì biển mang tới nhiều nguồn tài nguyên để giúp cho con người tồn tại. Những cái nguồn tài nguyên trên đất liền thì bắt đầu để mà cạn kiệt nè các bạn. Tuy nhiên, biển vẫn còn có thể hy vọng để cung cấp nhiều cái nhu cầu của con người. Thì danh sách của những cái dầu, cái nguồn tài nguyên dầu của biển thì chưa được khám phá ha. Các bạn có yet to be nè, mà chưa được nha. Bởi công nghệ của con người thì rất là ấn tượng. Và cái việc mà khai thác dầu và ga đã được thực hiện gần 30 năm. Rất nhiều khoáng sản có giá trị tồn tại trong cái lòng đại dương thì đang được đào mỏ ha. Rồi, đang được đào mỏ, nghĩa là khai thác. Rồi. Cái việc nuôi cá nè, hứa hẹn là một cách rất là nhiều, một cách tốt để mà tạo ra cái nguồn thức ăn dầu. Cái nền văn hóa của việc nuôi cá nè, sò là một cái kỹ năng truyền thống xa xưa được thực hành trong quá khứ chủ yếu bởi người này. Thì chúng ta có Oriental people là người phương Đông các bạn nha. Là người phương Đông, người châu Á ha, ý nói là người châu Á. Bên cạnh dầu và khí thì biển cũng đưa rất nhiều nguồn tài nguyên. Các chuyên gia tin rằng là cái nhiệt độ ấm của đại dương có thể được sử dụng rất là nhiều cho cái hơi nước trong những cái chiếc tàu chạy bằng hơi nước. Thì những cái dòng chảy đại dương và những con sóng
thầy đưa ra những cái cách sử dụng có thể của những cái nguồn năng lượng. Công nghệ đang giúp con người để mà khám phá sâu hơn dưới biển và sự phát triển của những cái chất mới mạnh đã làm cho điều này có khả năng xảy ra. Công nghệ để mà thu hoạch ở dưới biển nè tiếp tục nâng cao. Các chuyên gia tin rằng trước năm 2050 thì cái vấn đề mà ngăn cản chúng ta từ việc mà khai thác hoàn toàn đồ ăn, khoáng chất, các nguồn năng lượng của biển sẽ được giải quyết. Có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp cận dưới đáy biển một cách dễ dàng, không có khó như ngày hôm nay. Rồi bây giờ cái bài của chúng ta không khó lắm ha, chúng ta sẽ làm luôn. Cái tựa đề tốt nhất của đoạn văn này là gì? A. Thu hoạch biển. C. Đồ ăn biển. Câu D. Con người và biển. Còn câu B. Công nghệ và việc khai thác biển nha. Rồi các bạn chọn câu B. Cuối cùng họ chốt lại câu các bạn. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2 là những cái điều chính cái mà biển mang đến cho con người là gì. Rồi các bạn dễ dàng thấy trong bài họ đem tới đồ ăn các bạn, năng lượng và khoáng chất. Câu 3, biển phục vụ nhu cầu của con người bởi vì rồi nó cung cấp con người với đồ ăn các bạn, nó mang đến dầu cho con người, nó cung cấp con người khoáng chất. Rồi các bạn chọn câu D, tất cả các điều trên. Bây giờ các bạn qua câu cuối cùng là chúng ta có thể kết luận từ đoạn văn rằng rồi A, các nguồn tài nguyên biển phần lớn là cạn kiệt. Biển rồi theo một cái nghĩa rộng thì chưa được khai thác hết. Câu C các bạn, những cái vấn đề cái mà ngăn cản chúng ta từ cái việc mà khai thác đầy đủ biển đã được giải quyết. Câu cuối cùng, vào năm 2050 thì công nghệ sẽ đủ tốt để mà khai thác tất cả các nguồn tài nguyên của biển. Thì đoạn văn cuối cùng các bạn đề cập tới cái điều này. Các bạn chọn câu D. Rồi. Chúng ta đã xong phần giới từ và phần đọc hiểu đầu tiên của đề thi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.